nay đồ có Đức Hiền buổi sáng mùng 6 tháng 7 năm 2017 đang trên đường đến đất mũi Cà Mau, thì có đi qua cầu Mỹ Thuận. Đây là cây cầu theo như hướng dẫn viên du lịch nói rằng là cây cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam đúng không? Dạ, đầu tiên ở Việt Nam. Đầu tiên Việt Nam. Và là công trình hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Thì đây là cây cầu dây văng nối liền giữa Tiền Giang, giữa tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Nếu sau này mà mở rộng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ thì sẽ có cầu Mỹ Thuận thứ hai, tại vì bắt qua mấy con sông. Sau này dự kiến là sẽ tiếp tục. Dạ, nhưng mà cái cầu nào đó chỉ phục vụ cho tuyến đường cao tốc thôi. Rồi. Dạ. Thì tuyến đường cao tốc là nặng giống là giống như cây cầu này qua sông đây. Đường đi bộ. Dạ. Nó có dành riêng đường đi bộ cho người đi bộ đó, mà nó có riêng đường cho người đi bộ. Năm 2000 á, ở đây có một cái tour tham quan cầu Mỹ Thuận. Là từ Tiền Giang không chạy qua đầu cầu bên kia, không lộn lại. Sau đó bỏ khách ở đó, khách loại bộ qua đây xe bên nước mình đây trước. Đi bộ lại. Dạ, đi bộ tham quan. Chợ ngày xưa bên đây là một điểm du lịch rất là hot luôn. Đúng rồi. Cứ chạy qua bỏ đầu cầu bên kia đi bộ qua, đi bộ cà phê qua. Tại vì cái cầu đầu tiên của Việt Nam là bằng dây văng ngày xưa chợ khánh thành. Người ta nói lúc mà khánh thành á là xe chạy không được. Dân nó đi bộ. Người ta cho đi, ai xe nào muốn đi nhanh nó xuống bà đi. Ai đầu tiên mà để cho dân đi. Tại dân đi thoải mái, thỏa lòng mong ước. Thỏa lòng mong ước. Kẹt xe, kẹt đồ rồi không còn nữa. Rồi. Thế thì như vậy là những cái cây cầu sau này như là cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh là cũng theo hình thức này. Là sau này thì dù nó có lớn hơn cây cầu này thế. Nhưng không phải là cây đầu tiên. Cây đầu tiên của Việt Nam. Rất hay. Đây là con sông Tiền đúng không? Hiện nay là chúng tôi đang nhìn ra sông Tiền. Và phái đoàn chúng tôi thì có những nhân vật rất xinh, rất đẹp mà ngủ hết. Phái đoàn này chán lắm, ngủ dữ quá. Số ra nếu mình sẽ cầu thường, nếu mình rẽ quốc lộ 80 là mình đi về Châu Đốc, ăn thăm mía bà, ăn về Hàm Tiên rồi đó, mình đi Sa Nét rồi á, mình đi đường này ha. Còn bây giờ mình đi thẳng vào Vĩnh Long ha. Bây giờ mình đi qua Vĩnh Long. Dạ, bước rồi mình sẽ ra, mình bước vào đất của Vĩnh Long rồi, thành phố Vĩnh Long ha, của tỉnh Vĩnh Long ha. Bây giờ mình vào Vĩnh Long là đi từ cầu này sang cầu kia là bao nhiêu km hả em? Dạ khoảng 40 km. Dạ. Thì bước vào một cái là vào thành phố Vĩnh Long luôn. Dạ, thành phố Vĩnh Long. Vào Vĩnh Long là tất luôn đến tận kia luôn. Thành phố Vĩnh Long ở trung tâm nó còn có nhiều huyện. Thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long. Đây là thành phố Vĩnh Long. Nhưng mà cái thành phố Vĩnh Long là trải dài bao nhiêu km? Nó chu vi nó khoảng chừng 10. 10 cái là mình nói nằm khu bên đây, nó nằm ở đầu bờ này còn. Thế mà mặt bờ vào mình cũng không có vào trung tâm thành phố Vĩnh Long, chỉ đi đường ven thôi. Mà đi đường tránh. Lúc này nó có làm đường tránh hết. Mình không có. Xin nhắc lại, đây là tour du lịch chuyên Việt của đội Vũ Đức Hiền. Mới hôm trước rồi đi Tây Nguyên và xe từ Buôn Ma Thuột đã tới bến xe miền Đông, và hiện nay là chúng tôi đang đón đi đất mũi Cà Mau. Và hôm nay thì mới ăn sáng ở Mỹ Tho đúng không? Lúc mình ăn sáng chỗ đấy là đầu cổng vào Mỹ Tho đúng không? Cổng chào thành phố Mỹ Tho, ngã ba Trung Lương. Ngã ba Trung Lương, cổng chào thành phố Mỹ Tho. Lúc này các thành viên khác đẹp trai đã bắt đầu dậy. Vùng đất Vĩnh Long này là